Chương 541: Niết bàn hỏa lôi châu. Uy lực của niết bàn ma viêm đến mức nào thì trong lòng của Lâm Động hiểu rất rõ. Cái loại tồn tại này dù là cường giả tấn nhập vào trong tam nguyên niết bàn đều là vô cùng kiêng kỵ. Nếu như mà dùng đúng lúc thì rõ ràng trở thành một cái sát chiêu không thể xem thường. Đương nhiên ai cũng biết rõ uy lực của niết bàn ma viêm. Nhưng mà những cường giả vượt qua niết bàn kiếp coi như đây là cái gai trong mắt, đều cầu mong cho nó sớm biến mất. Đa số mọi người đều không có bản lãnh cùng dã tâm như Lâm Động quyết thu phục niết bàn ma viêm để sử dụng. Lâm Động rõ ràng là người vô cùng là việc mau lẹ. Trong lòng vừa quyết thì không hề nấn ná thêm chút nào, tâm thần khẽ động, nguyên lực cùng tinh thần lực hùng hậu từ cơ thể, cơ hồ tới lúc lạnh là tận lực xuất khai. Ong ong, nguồn năng lượng khổng lồ gạo thét bên trong thân thể của Lâm Động xuất hiện ra ngoài với cái hình dáng bất định bao vây lấy niết bàn ma viêm, sau đó quay chúng như là lùa gia súc, tập trung chúng vào một chỗ. Lúc này trong thân thể của Lâm Động những cái đốm niết bàn ma viêm màu đen đang hừng hực thiêu đốt. Nhưng mà thứ khiến cho rất nhiều kẻ độ kiếp cảm thấy khiếp sợ này hiện tại bắt đầu có dấu hiệu suy yếu dần. Bởi vì xung quanh chúng, từ trên xuống dưới gần như toàn bộ đều bị tinh thần lực cùng nguyên lực của Lâm Động bao vây chặt lấy. Cho dù chúng phóng ra lực lượng dung hòa khủng bố cũng không thể thoát ra cái vòng vây đáng sợ này. Có điều tuy niết bàn ma viêm bị Lâm Động thôi động nguyên lực cùng tinh thần lực bao vây chặt lấy, nhưng chính như vậy mà muốn thu phục chúng hiển nhiên không phải chuyện dễ. Niết bàn ma viêm quả thực cuồng bạo, những lực lượng tầm thường hoàn toàn không có khả năng khuất phục chúng. Nhưng mà tình huống này Lâm Động hiển nhiên dự liệu từ trước. Nếu như niết bàn ma viêm có thể dễ dàng hàng phục như vậy, thứ này có lẽ cũng không có khả năng hiếm có đến vậy. Ông bên trong vòng vây khép kín chợt vang lên cái tiếng âm thanh vù vù kỳ quái. Chợt cái tia sáng trắng nhẹ nhẹ thoát khỏi vòng vây, thoáng hiện lóe lên những cái tia ánh sáng nhẹ nhàng lơ lửng trước tinh thần lực và nguyên lực, trông tựa như là nhân vật đế vương nhận được sự sùng bái của vạn vật thần dân vậy. Dưới cái luồng quang mang màu trắng này, ngay cả niết bàn ma viêm vốn cường bạo bất tuần cũng là lùi lại ít nhiều. Tia sáng trắng ẩn hiện bất định, nhìn bằng mắt thường có thể thấy trong đó có một cái khối thạch phù cổ xưa lơ lửng. Một cái cảm xúc khó tả diễn ra từ trong đó, như có như không khuếch tán ra. Hiện tại trên người Lâm Động có thể hàng phục niết bàn ma viêm hiện nhiên chỉ có khối thạch phù cổ xưa thần bí này mà thôi. Đối với khối thạch phù đã có khá nhiều năm nay, dù là Lâm Động hiện giờ không rõ sự ảo diệu của nó, nhưng mà vũ khí năm xưa bên trong khối thạch phù này đối với hắn hiện tại đã mất đi tác dụng. Vũ khí hôm nay hắn đoạt được đã không còn là cái cấp độ tầm thường như vậy nữa. Người sáng tạo ra những cái vũ khí này đều là nhân vật tiếng tăm lẫy lừng. Vũ khí bọn họ dốc lòng tạo ra, cho dù là vũ khí trong thạch phù khó lòng có thể vượt qua nổi. Lâm Động từng thăm dò các năng lực khác nhau của thạch phù, nhưng lần nào cũng là thất bại. Bởi vì khi hắn dùng tinh thần lực tiến vào thăm dò, đều là như đá chìm xuống đáy biển. Thạch phù hoàn toàn không hề theo chút phản hồi nào, khiến cho Lâm Động cảm thấy chán nản. Dần dà hắn đành phải thuận theo tự nhiên, dù sao thì thạch phù này cũng còn trong thân thể của hắn. Nếu như hắn gặp phải tình huống nguy hiểm, thạch phù ít nhất có thể xuất ra theo bản năng, dù nhiều hay ít có thể đỡ cho hắn một chút phiền toái. Thạch phù dưới sự thôi động của Lâm Động bay lơ lửng trước đám ma viêm. Từng cái tia sáng nhẹ nhẹ ẩn hiện, nhìn như yếu ớt nhưng thực sự vô cùng cường hãn. Ong ong, lát sau khi thạch phù xuất hiện, đột nhiên có tia quang mang màu trắng vọt mạnh ra, đan xen vào nhau hóa thành một cái lưới khổng lồ bao phủ lấy niết bàn ma viêm bên trong. Đối mặt với cái lưới ánh sáng ấy, niết bàn ma viêm cũng không cam chịu bị bắt. Lúc này những cái đốm lửa nhất thời bốc lên hừng hực, lực dung hóa tràn ra, rõ ràng là muốn dung hợp luôn mấy cái lưới ánh sáng kia. Suy suy, nhưng mà sự dung hợp này rõ ràng là không thu được nhiều hiệu quả rõ rệt. Lưới ánh sáng trắng nhạt nhìn cơ hồ rất mong manh, nhưng lúc này dưới lực dung hòa của niết bàn ma viêm lại hoàn toàn không suy chuyển. Có thể thấy được lực dung hòa của niết bàn ma viêm đối với nó hoàn toàn không có chút hiệu quả nào. Lưới ánh sáng có thể vô sự trước lực dung hóa này, khiến cho khả năng của niết bàn ma viêm rõ ràng bị giảm rất nhiều. Lưới ánh sáng lướt tới đâu thì đầu tiên nhốt ma viêm đến đó, sau đó
mặc cho nó giãy giụa không cách nào thoát được ra ngoài. Trấn áp. Lâm Động nhìn thấy tình hình thuận lợi như vậy, chợt là cười nhạt, sau đó tâm thần khẽ động, thạch phù vọt ra mạnh, trực tiếp xuất hiện trong cái đám ánh sáng trắng nhẹ nhẹ. Dưới sự phát tán của luồng ánh sáng này, một cái đám niết bàn ma viêm vốn đang vô cùng điên cuồng trở nên tĩnh lặng đến lạ thường. Năng lực của thạch phù quả thực vượt qua dữ liệu của Lâm Động. Niết bàn ma viêm khi trước khiến cho hắn phải cực kỳ đau đầu, không ngờ giờ đây nằm trong tay thạch phù lại không hề có chút phản kháng nào. Điều này thực khiến cho Lâm Động không thể không thầm thán phục, thạch phù này là quả nhiên thần bí khó lường. Ngưng. Thạch phù đang chấn áp niết bàn ma viêm, lưỡi ánh sáng chợt nén chặt lại, lập tức niết bàn ma viêm trong đó bắt đầu nhanh chóng bị ép chặt lại, từng cái cỗ ba động cuồng bạo không ngừng tán phát ra. Có điều dưới sự chấn áp của thạch phù cũng không thể truyền ra được ngoài, niết bàn ma viêm càng ngày càng nhỏ lại, nhưng mà màu sắc lại trở lên càng ngày càng thâm sâu hơn, mơ hồ có những cái cỗ ba động như muốn hủy diệt mọi thứ xuất khai. Một cái đốm niết bàn ma viêm to lớn bắt đầu dần dần biến mất, thay vào đó là năm đốm hỏa diễm nhỏ hơn, có một cái đầu màu đen thật giống như là thâm sâu. Lát sau cái đốm hỏa diễm nhỏ kia chợt phình ra to một chút, cuối cùng to bằng cỡ đầu ngón tay thì mới dừng lại. Năm khối tròn màu đen to bằng ngón tay lặng lẽ lơ lửng trên lưới ánh sáng, im ắng không một tiếng động, nhưng toát ra một cái khí tức khiến cho người khác cũng phải khiếp sợ. Niết bàn ma viêm lúc trước không ngờ đã bị Lâm Động dần áp chế, trở thành năm khối hắc châu hỏa. Nhìn thấy năm khối hắc châu kỳ lạ to bằng ngón tay này, lòng Lâm Động chợt dâng lên cảm giác vừa kinh sợ vừa vui mừng. Sau đó, hai mắt đang nhắm chặt dần mở ra, hai ngón tay kẹp lấy, một cái khối hắc châu xuất hiện ở giữa hai ngón tay hắn. Những cái khối hắc châu do niết bàn ma viêm ngưng tụ hoàn toàn không hề nóng, trái lại còn có chút lành lạnh, nhưng khi Lâm Động biết rõ, một khi thứ này thực sự ra tay e rằng cường giả tam nguyên niết bàn cũng là chật vật mới có thể đối phó được. Thứ này gọi là niết bàn hỏa lôi châu đi. Lâm Động vuốt vuốt vật tròn đen này, sau đó đem số niết bàn ma viêm trong người áp chế lại. Chỉ có thể thu được 5 viên niết bàn hỏa lôi châu, nhưng mà hắn tin rằng đây chắc chắn là những cái hiệu quả thật bất ngờ. Thu hoạch lớn nhất là đã vượt qua niết bàn kiếp. Ngón tay Lâm Động búng một cái, liền đem niết bàn hỏa lôi châu thu vào trong cơ thể, sau đó duỗi lưng mệt mỏi, lập tức xương cốt toàn thân hắn phát ra loạt tiếng kêu răng rắc. Một cái cảm giác mạnh mẽ trước giờ chưa từng thấy từ tứ chi bách hải toàn thân lan ra, cuối cùng tràn ra khắp cơ thể quán, như là thủy triều dâng lên hùng hậu mà mạnh mẽ. Tam nguyên niết bàn. Trên khuôn mặt Lâm Động hiện lên nụ cười hài lòng. Trải qua sự khổ luyện trong 4 tháng, thực lực rõ ràng đã đạt đến mức độ có thể làm cho rung trời chuyển đất. Hắn hiện tại so với khi mới tiến vào viễn cổ bí tàng giống như một trời một vực vậy. Cường giả vượt qua 3 lần niết bàn kiếp, cho dù là tìm khắp chiến trường viễn cổ cũng có thể coi như là nhân vật tuyệt thế. Tuy rằng bên trên còn có những nhân vật mạnh mẽ hơn, nhưng Lâm Động cũng không hề sợ hãi. Hắn hôm nay đã có át chủ bài rất mạnh. Kẻ thù khó khăn nhất tam nguyên niết bàn chính là niết bàn ma viêm này. Cho dù cường giả nhập vào tứ nguyên niết bàn có muốn đối phó e rằng cũng là một việc không hề dễ. Lâm Động bừng tỉnh từ trong suy nghĩ, thoáng cảm ứng một chút biến hóa trong cơ thể, sau khi không thấy động tĩnh nào nữa mới là ngẩng đầu lên, phóng mắt ra phía sau. Trong đan hà ngoài mấy trăm trượng kia, một cái quang kén cực lớn lơ lửng trên không, ánh sáng trắng đen bao bọc xung quanh, sinh tử khí tràn ra bạo liệt giống như một vòng tuần hoàn sinh tử vậy. Quang kén hôm nay so với 4 tháng trước rõ ràng lớn hơn đến chục lần. Hơn nữa Lâm Động cũng cảm ứng được một cái cỗ khí tức yếu ớt trong đó đang dần dần mạnh mẽ với tốc độ kinh người. Nhưng mà quan trọng nhất, bên trong quang kén Lâm Động bắt đầu cảm nhận được rằng cái cỗ khí tức này là của một cái thân thể tiểu điều tồn tại trong trạng thái yêu linh không có thân thể. Nhưng bên trong quang kén hôm nay lại xuất hiện khí tức này, xem ra hiệu quả của sinh tử chuyển luân đan thực sự bắt đầu được phát huy. Phải nhanh lên. Cảm nhận được thân thể kia di chuyển, Lâm Động nhẹ nói, tiểu điều tiến vào tầng sâu nhất bế quan 4 tháng, nếu như mà không có biến cố gì xảy ra ngoài ý muốn, có lẽ chỉ một thời gian ngắn nữa sẽ xuất quan. Sau khi tiểu điều xuất quan, hắn sẽ là một cái đầu thiên yêu điêu, đứng đầu định phong trong giới yêu thú. Đối với trạng thái chân thật của tiểu điêu, lòng Lâm Động thực sự là vô cùng hiếu kỳ.
Chương 542 Thiên Yêu Điều Chân Chính. Một cái quang kén trắng đen cực lớn lơ lửng phiêu phù trong đan hà, quang mang sinh tử khí bao bọc xung quanh, tạo lên một cái cảnh tượng vô cùng kỳ quái. Từng cỗ huyết nhục mãnh liệt bên trong quầng sáng sinh tử đang luân chuyển, lặng lẽ phóng xuất ra mơ hồ. Trong cái cỗ khí tức này tràn ngập một sự hung bạo khó có thể tưởng tượng nổi, có thể thấy được. Tựa hồ bên trong quang kén đang sản sinh một cái đầu hung thú tuyệt thế vậy. Lâm Động đứng ngoài đan hà, ánh mắt có chút khẩn trương nhìn vào quang kén với vầng sáng hiện lên. Tuy hắn có lòng tin với Tiểu Điêu nhưng rõ ràng trong lòng có chút lo lắng. Để hình thành được thân thể không phải việc tầm thường, cho dù cường giả nhập vào cửu nguyên niết bàn cũng không thể đảm bảo thành công. Việc lần này sự mạo hiểm rõ ràng không nhỏ. Lâm Động quen biết Tiểu Điêu cũng nhiều năm, hắn có thể đạt được bước tiến ngày hôm nay hiển nhiên công lao không nhỏ của Tiểu Điêu. Tình cảm giữa hai người không phải là ít. Nếu như Tiểu Điêu có bề gì e rằng đó là một cái sự đả kích rất lớn với Lâm Động. Tiểu tử người lúc này không thể xảy ra chuyện gì được. Bàn tay Lâm Động khẽ nắm chặt lại, thì thào lẩm bẩm. Cơ hồ nghe được lời của Lâm Động, quang kén vốn không động tĩnh trong 4 tháng đột nhiên lúc này rung lên mạnh mẽ. Một cái luồng sóng cuồng bạo tán phát ra, tạo ra những cái đợt sóng lớn trên đan hà. Sự việc bất ngờ này khiến cho Lâm Động chợt cả kinh, ánh mắt vội vàng nhìn ra. Hắn nhìn thấy bên ngoài quang kén chợt bắt đầu hiện lên một cái quầng sáng, quang mang từ hắc sắc. Khi quang mang từ hắc sắc hiện lên, một cỗ hấp lực vô cùng hung hãn đột nhiên tuôn ra từ quang kén. Dưới cái lực hấp thụ đó, có thể nói là vô cùng cuồng bạo. Niết bàn khí bên trên đan hà lập tức trở nên vô cùng hỗn loạn. Từng cột sáng do niết bàn khí ngưng tụ thành từ trong đan hà vọt mạnh ra giống như là hàng vạn con cự long từ trong nước sông ra hướng thẳng quang kén mà phóng vọt tới. Suy suy, ngay khi niết bàn khí tiếp xúc với quang kén liền không hề có sự bài xích nào trực tiếp bị hút trong đó. Niết bàn khí điên cuồng tiến vào quang kén, còn quang kén cũng như là một cái động không đáy. Mặc cho bao nhiêu niết bàn khí chảy vào vẫn là không hề có dấu hiệu dừng lại. Ánh mắt Lâm Động hiếu kỳ nhìn đan hà cơ hồ đang muốn chấn động thiên địa ở ngay trước mắt mình. Hắn cảm nhận được niết bàn khí ngưng tụ trong đan hà này đang bị quang kén hấp thụ với cái tốc độ kinh người. Không ngờ có lực hấp thụ mạnh tới thế này. Chả trách Tiểu Điêu mới nói hình thành thân thể cần cung cấp năng lượng vô cùng lớn. Nếu như không phải ở trên đan hà này, dù đã đem tất cả niết bàn đan mà Lâm Động có trên người, e rằng không đủ cho Tiểu Điêu hít một hơi. Rầm, ào ào, cùng với lượng niết bàn khí khổng lồ đang điên cuồng đổ vào, quang mang từ hắc sắc trên quang kén dần trở nên tối sẫm lại. Dưới cái sự quan sát của Lâm Động, sự hấp thụ mơ hồ tới mức tham lam này liên tục diễn ra trong trọn vẹn một ngày. Sự hấp thụ tới mức này khiến cho da đầu Lâm Động cũng phải run lên. Thì nhiều điều này thật là khủng khiếp. Năng lượng cần thiết không ngờ lớn đến vậy. Nhưng may mà hấp thụ thực không thể khống chế nổi này cũng không tiếp diễn quá lâu. Nếu không e rằng là toàn bộ đan hà cũng sẽ bị Tiểu Điêu luốt sạch không còn chút gì. Sạt. Sau cái sự hấp thụ tiếp diễn tới trưa ngày thứ hai, một cái thanh âm cực nhỏ lặng lẽ truyền vào tai Lâm Động. Âm thanh này không vang nhưng khi lọt vào tai Lâm Động lại là vô cùng chói tai. Thân thể hắn lúc này chợt run, ánh mắt nhìn về quang kén đã hoàn toàn trở thành màu tím đen, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Bởi vì trên quang kén đó, hắn thấy một cái vết rạn nứt dần dần lan rộng. Hắn biết rằng lần bế quan này của Tiểu Điêu dường như đã hoàn thành. Từng vết nứt hiện rõ lên. Nửa giờ sau, các vết nứt tràn ngập khắp quang kén mà Lâm Động không nhìn chớp mắt kia. Tia sáng màu tím đen thần bí âm u từ vết nứt tản phát ra, từng cỗ khí hung lệ toát ra mạnh mẽ. Sạt sạt, đúng lúc số lượng những cái vết nứt đạt đến giới hạn, một cái mảnh nhỏ quang kén bắt đầu rơi xuống. Ầm. Một mảng quang kén rơi xuống này giống như áp lực, cuối cùng làm lổ tung như là núi lửa vậy. Trong chớp mắt, quang kén cực lớn dưới ánh mắt đang co rụt mạnh mẽ của Lâm Động đột nhiên nổ tung. Những cái luồng ánh sáng tím đen vô cùng hung hãn, giống như là muốn phá vỡ trời xanh xông thẳng lên trời. Khắp không trung lúc này cũng là bị ánh sáng tím đen đó bao trùm lấy. Lâm Động ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào luồng ánh sáng tím đen đang tràn ra. Ở đó có một
bóng đen to lớn vô cùng dần ngưng tụ lại. Sau đó phốc một tiếng, hai cánh dây đen rộng đến trăm trượng từ trong luồng ánh sáng đó phóng ra vỗ nhẹ một cái. Một cái cơn lốc vòi rồng điên cuồng cuồn cuộn cuốn tới. Đôi cánh rơi cực lớn hiện ra, một cái đôi mắt cơ hồ tràn ngập tử hắc sắc từ trong cái luồng ánh sáng tím đen đó xuất hiện, sau đó ngẩng đầu lên rít gào một tiếng. U u, một cái tiếng gầm rú kỳ lạ. Cơ hồ những cái tia sóng âm mang theo một cái sự điên cuồng và kích động không thể che giấu chợt vang lên chói tai từ trong cái luồng ánh sáng kia. Đàn hà phía trước cũng bị chấn động tạo lên từng đợt sóng lớn. Sự lan tràn khắp bốn phía của sóng âm đó khiến cho Lâm Động cũng bị cuốn vào bên trong. Thế vậy tay áo hắn lập tức vung lên, một chiếc lồng kim quang từ cơ thể phát ra bao bọc lấy thân thể hắn vào trong. Bang bang, sóng âm lện vào lồng kim quang làm cho phía trên đó bạo phát ra những cái rung động mạnh mẽ nhưng không thể triệt để phá vỡ được nó. Lâm Động không để ý đến những cái chấn động bạo phát ra phía trên luồng kim quang. Ánh mắt hắn đang chăm chú nhìn lên bầu trời. Luồng sáng kim đen đó hẳn đã biến mất. Sau đó một cái đầu yêu thú to đến trăm trượng chợt xuất hiện với một cảm giác choáng ngợp trong tầm mắt của hắn. Đó là một cái đầu yêu thú khổng lồ, to lớn cả trăm trượng, toàn thân hiện ra một màu tử hắc sắc. Một cái đôi cánh rơi to lớn từ phía sau lưng dần xòe ra, cơ hồ che khuất cả bầu trời. Hai cánh tay tím đen to lớn bên trên như có những cái đường hoa văn thần bí lập lòe, tán phát ra một sự cảm giác vô cùng đáng sợ. Hai bàn tay vô cùng to lớn, đầu ngón tay sắc bén lóe ra hàn mang. Sự sắc bén này dù là Lâm Động bây giờ nhìn thấy cũng có cảm giác lạnh lẽo chạy khắp thân thể. Hắn không hề có chút hoài nghi. Hai chảo này có một cái lực lượng sắc bén đáng sợ có thể xuyên thủng qua người hắn. Soạt. Cự thú lơ lửng phía chân trời, cặp cánh rơi cực lớn sau lưng vỗ chậm chậm, một cái cỗ khí thế khó có thể tưởng tượng diễn tả bằng từ trong cơ thể cuốn ra. Dưới cái luồng khí thế này, đến cả trời đất cũng phải trở nên biến sắc. Đây là một cái đầu hùng thú tuyệt thế chân chính, cảm giác được so với trước khi Lâm Động gặp Thanh Long cũng khó có thể sánh được. Đây chính là bản thể Thiên Yêu Điêu sao? Lâm Động nhìn đầu cự thú khiến cho ngay cả hắn cũng cảm thấy e ngại, trong ánh mắt đều là tràn ngập sự kích động lẩm bẩm nói. Trước kia luôn nghe Tiểu Điêu Ba Hoa trích trẻ về năng lực uy nghiêm của bản thân, nhưng Lâm Động không hề để ý. Hôm nay chính mắt được nhìn thấy bản thể Thiên Yêu Điêu, hắn giờ không thể không tin Thiên Yêu Tơ Điêu tộc này thực sự có được khí phách đáng sợ, có thể thôn tính cả long tộc. Đầu Thiên Yêu Điêu lơ lửng phía chân trời, ngửa mặt lên rít một tiếng. Sau một hồi, tiếng kêu cơ hồ chấn nhiếp cả thiên địa mới dần giảm xuống. Sau đó chậm rãi cúi đầu, đôi mắt tím của nó có chút kỳ lạ và thần bí, sau đó quay sang nhìn Lâm Động. Lâm Động ngẩng đầu lên, ánh mắt cũng nhìn lại, không hề vì cái khí thế đáng sợ lúc này trên thân thể đó mà phải lùi lại. Trong khoảng khắc hai mắt nhìn nhau, trong đôi mắt Thiên Yêu Điêu đột nhiên phóng ra một cái tia hàn mang vô cùng sắc bén. Hai cánh nó khẽ động trực tiếp hóa thành một cái đạo quang ảnh vọt mạnh ra. Cặp chảo đủ để dễ dàng xuyên qua niết bàn kim thân cường giả tam nguyên niết bàn, hướng thẳng Lâm Động bổ nhào tới. Một màn khiến cho Lâm Động ngơ ngác. Ánh mắt hắn nhìn vào cặp đồng tử màu tím đen kia. Luồng sáng kim quang vốn bao quanh thân thể lúc này tự động phát tán hết. Từ trong đôi mắt kia hắn nhận ra một cái cảm giác quen thuộc. Hắn không tin Tiểu Điêu sẽ ra tay với hắn. Bá. Tốc độ Tiểu Điêu nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi, cơ hồ chỉ trong chớp mắt đã vượt qua không gian, mang theo thân ảnh cực lớn xuất hiện phía trên Lâm Động. Áp lực này đủ để khiến một người bình thường phải run cầy sấy. Hai tròng mắt tím đen của Tiểu Điêu nhìn Lâm Động, hàn mang sắc bén chợt trở lên rõ rệt hơn. Một loáng sau, trưởng phong cuồng bạo lần nữa chém ra, nhưng mà ngay khi sắp chạm vào thân thể Lâm Động, trưởng phong đột nhiên chuyển hướng lện vào khoảng không gian hư vô đằng sau lưng Lâm Động. Khi trưởng phong sắc bén chém ra, giọng nói lạnh lùng sau của Tiểu Điêu lúc này cũng là chợt vang trong không gian. Cút ra đây cho ta. Chương 543 Lão Nhân Thần Bí.
Trường chảo Tiểu Điêu xẹt qua, không gian cơ hồ bị xé rách ra nhiều mảnh. Sắc mặt Lâm Động lúc này đột nhiên biến đổi, nhưng không phải vì Tiểu Điêu xuất thủ mà vì câu quát lạnh lùng lúc trước của Tiểu Điêu. Nơi đây không ngờ còn có kẻ khác ẩn náu. Khoảng thời gian này hắn vẫn một mực tĩnh tu ở đây, trước giờ chưa phát hiện ở đây có sự tồn tại của kẻ khác. Nhưng câu quát kia của Tiểu Điêu giải thích cho điều gì? Không biết từ lúc nào đã có kẻ núp trong bóng tối quan sát bọn hắn. Ý nghĩ mới hiện trong đầu khiến cho cả người hắn chợt cảm thấy ớn lạnh một trận. Kim quang từ cơ thể Lâm Động bạo phát ra, mũi chân đạp mạnh xuống mặt đất, thân hình bắn ngược trở xa, đột nhiên quay người trên không, ánh mắt nhìn chăm chú về mảng không gian nơi Tiểu Điêu mới nện vào. Tiểu Điêu xuất thủ vô cùng bá đạo, quang mang tử hắc sắc ngưng tụ trong lòng bàn tay, uy lực mạnh đến mức dù cho Lâm Động cũng không dám kinh thường. Ha ha, không hổ là Thiên Yêu Điêu, ra tay không hề nể nang. Dưới mắt chăm chú của Lâm Động, mảng không gian hư vô chợt trở nên mờ ảo kỳ dị. Sau đó một giọng cười nghe có vẻ già nua từ đó truyền ra. Khi những âm thanh già nua ấy truyền ra, chợt có một cái bàn tay khô gầy từ trong đó thỏ ra, khẽ vung lên, kình phong vắt ra nhìn như mỏng manh, thế nhưng lại dễ dàng đẩy lùi trưởng đạo mạnh mẽ của Tiểu Điêu. Thân thể to lớn của Tiểu Điêu chợt lùi lại phía sau, trong hai mắt màu tím đen hiện lên cái sự trầm trọng. Hắn chậm rãi hạ cánh từ trên xuống, đứng ở ngay cạnh Lâm Động, đôi cánh cực lớn phe phẩy, một cơn lốc vòi rồng lập tức hình thành bảo vệ Lâm Động phía sau. Ai vậy? Lâm Động liếc nhìn Tiểu Điêu tựa hồ như ác ma giáng trần, sau đó nhẹ nhẹ hỏi. Không rõ, nhưng hắn rất mạnh, cẩn thận một chút, ta vừa mới khôi phục thể xác, thực lực chưa thể hoàn toàn khôi phục. Tiểu Điêu lắc đầu, giọng nói trầm thấp. Lông mày Lâm Động nhíu lại, hắn thật không hiểu sâu trong Thanh Long Điện vì sao xuất hiện cường giả thần bí đến vậy. Ánh mắt một người một điêu nhìn thẳng vào mảng không gian vặn vẹo, đồng thời chờ đợi. Trong lúc bọn hắn nhìn chăm chú, mảng không gian kia trở lên uốn éo vặn vẹo, cuối cùng là một cái bóng dáng khô gầy chậm rãi xuất hiện trước mặt bọn hắn. Đó là một lão nhân, thân mình vận một cái áo gai bằng vải thô, trên thân thể không hề có chút ba động sắc bén nào, thêm vào đó là khuôn mặt già nua không hề có điểm đặc biệt. Nếu không phải vì sự xuất hiện kỳ lạ của lão, e rằng đến Lâm Động cũng chỉ cho rằng đây là một vị lão nhân bình thường mà thôi. Lão nhân tùm tìm cười lạnh, khuôn mặt nghi hoặc của Lâm Động và Tiểu Điêu không hề có dấu hiệu xuất thủ, mà trái lại ánh mắt chậm rãi nhìn vùng không gian xung quanh. Nơi này chính là sâu nhất trong Thành Long Điện sao? Xem ra tàn ảnh lưu lại của người đó đã biến mất. Bằng không, e rằng lão phu không thể vào được. Nghe được lời lẩm bẩm một mình của lão nhân, Lâm Động chau mày. Có lẽ tàn ảnh mà lão nhân nói chính là Thanh Trí. Bởi vì đạo tàn ảnh của Thanh Trí biến mất, vùng không gian này mới không còn người thủ hộ, cho nên lão nhân thần bí không rõ lai lịch này xông vào được. Vị tiền bối này, Lâm Động nhìn chằm chằm lão nhân khẽ chắp tay, trong lời nói ẩn chứa sự khách khí. Mặc dù hắn không biết lai lịch lão nhân, nhưng mà không phải là kẻ đơn giản, nhân vật này tốt nhất không nên đắc tội. Yên tâm, lão phu chỉ là cảm thấy hiếu kỳ với nơi này mà thôi. Những năm qua lão phu đã bao lần muốn vào đây, nhưng cuối cùng đều bị chặn lại. Lão nhân cơ hồ nhận ra sự kiêng dè của Lâm Động, dần trở lên chợt cười, thoạt nhìn trông thật hiền từ. Mặt Lâm Động không đổi sắc, nhưng suy nghĩ trong lòng trở lên miên man. Bình thường mà nói, đến chiến trường viễn cổ này, chỉ khi có bách triều đại chiến mới được khai mở. Vậy mà lão nhân có thể tùy ý ra vào, từ đó có thể thấy được thân phận lão nhân này không đơn giản. Hắc hắc, chắc rằng lão ở đây quan sát bọn ta cũng thời gian không ngắn. Tiểu Điêu cười lạnh rồi hắc hắc nói, chẳng qua ta cảm thấy hứng thú với tên tiểu tử này mà thôi. Lão nhân cười, ánh mắt nhìn Lâm Động nói, người có thể có được thôn vệ tổ phù, sau này nếu như phát triển cũng có thể vàng sành trong thiên địa này rồi. Ánh mắt Lâm Động trầm xuống, hắn đương nhiên hiểu rõ sự quan trọng của thôn vệ tổ phù, thứ này đủ để hấp dẫn sự tham lam của rất nhiều cường giả. Nếu lão nhân thần bí này cũng có thể nhìn ra, e rằng hôm nay phiền phức lớn. Quang mang tự hắc ngưng tụ trong mắt Tiểu Điêu, trong lúc mơ hồ có một cái cỗ khí tức cực kỳ hung hiểm toát ra từ người nó, rõ ràng chỉ cần một lời khiêu khích sẽ lập tức động thủ. Ta chẳng muốn giao thủ cùng các ngươi, mặc dù người thân là Thiên Yêu Điêu, nhưng thân thể hôm nay mới là vừa ngưng tụ, thực lực so với bình thường chưa bằng 1/10, nên người không thể là đối thủ của ta. Lão nhân cười nhạt một tiếng, không hề để ý đến sự uy áp hung hiểm của Tiểu Điêu. Vậy thì thử xem. Ánh mắt Tiểu Điêu lạnh lùng vừa định ra tay, Lâm Động quát tay cản lại. Hắn biết lời của lão nhân này không phải là giả,
Lúc này cho dù là hắn liên thủ cùng Tiểu Điêu e rằng không phải đối thủ của lão nhân thần bí này. Nếu như tiền bối đã không muốn, vậy có lẽ hai người vãn bối đang nghỉ rồi. Hôm nay bọn vãn bối đã tu luyện xong, nên không lưu lại nơi này nữa, cáo từ. Lâm Động quay về phía lão nhân mỉm cười chợt ôm quyển định cùng Tiểu Điêu bỏ đi. Đã nghe tiếng về tiểu tử Lâm Động người, ta đối với người cảm thấy rất hứng thú, nên có ý tốt khuyên người một chuyện. Vị bằng hữu là Thiên Yêu Điêu bên cạnh ngươi kia, nếu như bại lộ thân phận, ta nghĩ người gặp phiền toái lớn đấy. Lão nhân nhìn Lâm Động đột nhiên thản nhiên nói. Lâm Động chợt quay người nhìn chằm chằm chau mày trầm giọng nói. Lời này của tiền bối có ý gì? Đông Huyền vực tranh chấp cùng yêu vực rất nhiều năm, hai bên từng giao thủ nhiều lần. Đến nay những tông phái siêu cấp của Đông Huyền vực từng bị cường giả yêu vực chạm sát không ít. Những cái thành viên cốt cán, hơn nữa lợ máu nhiều nhất trong số này chính là Thiên Yêu Điêu tộc. Cho nên nếu mà thân phận vị bằng hữu Thiên Yêu Điêu của ngươi bị bại lộ, người không chỉ không được lòng của các tông phái siêu cấp, nói không chừng có thể gặp tai họa vô cùng nữa. Sắc mặt Lâm Động thay đổi. Với cấp bậc của hắn hiện giờ, đương nhiên không có tư cách biết được mối ân oán sâu sắc này. Điều ra ta chưa từng giết người của các ngươi, Tiểu Điêu lạnh lùng nói. Ha ha, ngươi là người Thiên Điêu tộc, vậy là đủ rồi, lão nhân cười nhạt nói. Ngươi cũng không cần lườm ta, ta và Thiên Yêu Điêu tộc các ngươi không hề có ân oán. Nếu như không thì ta chẳng bình thản nói với các ngươi lời này. Ta chỉ là không muốn tiểu tử lỗ mãn để lộ thân phận của ngươi, khiến cho người bạn đi bên cạnh gặp phải tai họa khủng khiếp mà thôi. Ánh mắt Tiểu Điêu hơi giãn ra, cuối cùng hừ một tiếng, cũng không thèm nói thêm gì nữa. Lâm Động cũng ân một tiếng, sau đó kính cẩn ôm quyền hướng phía lão nhân nói. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối sẽ nhớ. Bằng hữu cố gắng đừng để bại lộ thân phận Thiên Yêu Điêu của hắn ở Đông Huyền vực này. Tiểu Điêu tuy là yêu thú nhưng thủ đoạn rất nhiều, chỉ cần không hiện ra bản thể ở đây, có lẽ người thường cũng không thể phát hiện ra bản thân hắn chính là Thiên Yêu Điêu. Có thể gặp nhau cũng là duyên phận, nhân tiện nhắc nhở một chút mà thôi. Có điều có lẽ sau này chúng ta có cơ hội gặp mặt nhau. Lão nhân nhìn Lâm Động đầy ẩn ý rồi cười nói. Ta thực rất hiếu kỳ, người có thể xông vào đến nơi này trong Bách Triều Đại Chiến. Bách Triều Đại Chiến lần này có những nhân vật yêu nghiệt rất hết sức khó đối phó. Chỉ là làm hết mình mà thôi, Lâm Động nói khẽ. Hắn chỉ là một vương triều hạ cấp, so với vương triều cao cấp từ khi bắt đầu đã là có được những điều kiện vô cùng tốt, đương nhiên là có sự chênh lệch không nhỏ rồi. Hắc hắc, người của vương triều cao cấp khống chế Niết Bàn Kim Bảng trong Bách Triều Đại Chiến đã nhiều năm. Ta nghĩ nếu như có người ở vương triều hạ cấp mà chiếm được vị trí cao, có lẽ sẽ trở nên thú vị. Lão nhân trêu cười nói. Niết Bàn Kim Bảng. Lâm Động ngây người. Niết Bàn Bảng so với Niết Bàn Kim Bảng hơn nhau một chữ, nhưng Lâm Động có thể cảm nhận được hai thứ này có một cái sự chênh lệch cực lớn. Lão nhân cười không giải thích gì thêm, thân hình khẽ động dần trở nên hư ảo, lát sau hoàn toàn biến mất trong mảng không gian. Lâm Động có chút ngạc nhiên nhìn lão nhân thần bí này, thậm chí việc làm lời nói khiến cho người khác thấy khó hiểu, cuối cùng chỉ bất đắc dĩ lắc đầu. Lão nhân này chắc hẳn là người trong tông phái siêu cấp. Tiểu Điêu nhìn lời lão nhân biến mất, bất chợt mở miệng nói. Lâm Động khẽ gật đầu, có thể tùy ý bước vào chiến trường viễn cổ này, ngoại trừ những cái tông phái siêu cấp nắm trong tay mảnh không gian này e rằng không còn ai khác. Tiểu Điêu biến về hình người đi, người bây giờ đi ra ngoài e khiến cho mọi người kinh động. Lâm Động quay đầu hướng phía Tiểu Điêu nói. Sau những cái lời nhắc nhở của lão nhân thần bí, Lâm Động không thể không tỏ ra thận trọng. Nếu Tiểu Điêu thực sự bại lộ thân phận, hai người bọn hắn sẽ gặp phiền toái. Những tông phái siêu cấp có thù với Thiên Yêu tộc, không chừng đều sẽ ra tay với Tiểu Điêu. Ách, Tiểu Điêu nghe thấy lời của Lâm Động, mặc dù hiểu rõ sự tình nhưng kỳ lạ là mặt mày của hắn vẫn là tỏ ra nhăn nhó. Điều này khiến Lâm Động kinh ngạc nhưng mà vẫn tiếp tục thúc giục. Dưới sự thúc giục của Lâm Động, Tiểu Điêu không còn cách nào. Quang mang tự hắc sắc nhanh chóng từ cơ thể bạo phát ra, thân thể cao lớn bắt đầu thu nhỏ. Hào quang tuôn ra, thân hình Tiểu Điêu rốt cuộc biến thành hình người, sau đó hào quang tản đi. Một cái bóng người xuất hiện trước mặt Lâm Động, sắc mặt người này vừa hiện lên liền là một cái vẻ mặt có chút ương ngạnh. Trước mặt Lâm Động là một gã thanh niên vận tử hắc y, dáng vẻ cực kỳ anh tuấn, nếu không muốn nói là hoàn hảo. Hơn nữa cộng thêm nụ cười kiêu ngạo trên khuôn mặt, khiến hắn thoạt nhìn có vẻ tà dị. Nhìn lại lần nữa dáng vẻ này, e rằng nếu như các cô thiếu nữ nhìn thấy đều là sẽ bị mê hoặc ngay lập tức.
Lâm Động không phải lữ nhân nên không có phát cuồng lên, nhưng cũng phải trợn mắt há mồm một lúc. Hắn thật không thể tin tưởng được bộ dáng lúc này của Tiểu Điêu với cái con cáo xả khi trước. Điêu ra, khóe miệng Lâm Động giật lên, nhìn gã thanh niên vẻ mặt xấu hổ trước mặt đột nhiên một cái tia cảm xúc kỳ quái.